Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có? Ông đáp: Cùi thù của ta đã làm như thế. Đầy tớ nói với chủ: Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ. Chủ nhà đáp: Không được. Kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng? Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt, và đến mùa ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta. Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Trong đoạn dụ ngôn về cỏ lùng và lúa, ta thấy khi thấy cỏ lùng trong ruộng, các đệ tớ ngỡ ngàng hỏi chủ ruộng rằng: Cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Thửa ruộng vốn chỉ được gieo giống tốt, vậy mà khi lúa mọc lên và trổ bông, cỏ lùng lại xuất đầu lộ diện. Bởi đâu mà có cỏ lùng, có người xấu? Bởi đâu mà ở nơi ta tưởng là trong ngần lại bất ngờ có dấu hiệu của sự vấn đục? Có tác động xấu xa nào của thần dữ đẩy đưa không? Có sự ưng thuận chiều theo nào của con người không? Ông có muốn chúng tôi nhổ đi không? Nhổ cỏ đi không? Đó là câu hỏi của các đệ tớ đối với ông chủ. Đó cũng có thể là câu hỏi của chúng ta. Chúa muốn chúng con tiêu diệt mọi kẻ xấu không? Ngài có muốn chúng con xây dựng một giáo hội toàn bích, một xã hội chỉ gồm toàn những người tốt không? Lắm khi chúng ta cũng nóng nảy giống như Gioan và Giacôbê, đòi đốt cả làng người Samari vì họ không tiếp đón Chúa. Đừng sợ rằng khi nhổ cỏ lùng mà lại làm hư rễ lúa, cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đó là câu trả lời của ông chủ ruộng, và cũng đó cũng là câu mà Chúa muốn nói với chúng ta. Vì Thiên Chúa để cho cỏ mọc chung với lúa, vì Ngài chấp nhận tình trạng vàng thau lẫn lộn, Ngài nhẫn nại với tội nhân, với cỏ lùng. Cỏ lùng thì chẳng bao giờ thành lúa được, nhưng người xấu có thể hoán cải nên người tốt. Chính vì thế mà Thiên Chúa cứ kiên tâm chờ đợi. Chờ đợi vì tin vào sự hoán cải của con người. Chờ đợi vì tôn trọng tự do lựa chọn của họ. Chờ đợi vì nuôi một niềm hy vọng lớn lao. Sự thánh thiện của Thiên Chúa là ở nơi sự chờ đợi. Ngài còn chờ đợi cho đến ngày tận thế. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong thế giới và giáo hội không có hai hạng người, hạng cỏ lùng và hạng lúa tốt. Nhưng cỏ lùng và lúa tốt nằm ở nơi trái tim mỗi người chúng ta.
Mỗi người chúng ta đều đong đưa giữa cỏ lùng và lúa tốt, giữa cái thiện và cái ác, giữa thiên thần và Satan. Ngay trong những hành vi tốt đẹp nhất của tôi vẫn thấy có chút vị kỷ chiếm đoạt. Thiên Chúa vẫn chấp nhận cỏ lùng ở trong tôi. Ngài chờ tôi được thanh luyện dần dần, để rồi mọi sự trong tôi thành lúa tốt. Là người Kitô hữu, chúng ta không dung túng cho sự dữ, nhưng chúng ta dám hy sinh để xây dựng một thế giới yêu thương. Chúng ta không dùng bạo lực để chống lại ác nhân, nhưng nhẫn nại biến đổi trái tim của kẻ thù. Vì chúng ta tin vào sức mạnh của tình yêu, tin vào Đức Giêsu, Đấng đã bị sự dữ nuốt chửng, nhưng cuối cùng Ngài là Đấng toàn năng.